Ở video này chúng ta sẽ hướng dẫn cách kết nối và nạp code cho phần mềm Gigablock. Đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn robot lắp ráp đầy đủ như thế này và cắm cáp kết nối với laptop. Và lưu ý chúng ta phải tắt Bluetooth. Sau đó mở phần mềm Gigablock lên. Việc đầu tiên, chúng ta vào menu Edit, chọn Autonomous. Giao diện lập trình dành cho Zerobot của chúng mình là đây. Sau đó, vào Board, chọn Autonomous là board lập trình xử lý mình đang sử dụng cho Zerobot. Tiếp theo, vào Connect, vào Serial. Thì đây là các cổng kết nối mà laptop đang giao tiếp với thiết bị bên ngoài. Thì thông thường, nếu như bạn đã cài driver xong thì ở đây sẽ chỉ hiện một ngõ cơm duy nhất, đó là đang kết nối với ZeroBot. Nhưng mà ở đây thì laptop của mình đang kết nối với khá nhiều thiết bị cho nên nó nhận nhiều hơn một. Vậy làm sao để xác định đâu là con robot của mình? Thì một trong những thủ thuật đơn giản nhất là chúng ta rút cáp Arduino ra. Rồi, kiểm tra lại ZeroBot, chúng ta sẽ thấy mất một ngõ bất kỳ nào đó. Thì đó chính là ngõ kết nối mà laptop mình dành cho Arduino. Rồi chúng ta ghim cáp trở lại. Rồi, vậy thì chúng ta xác định đó là cơm số 4. Còn trường hợp laptop mình chưa cài driver thì phiền bạn xem lại hướng dẫn cài đặt driver. Rồi, sau khi đã chọn xong bo và bọt thì mình tiến hành nạp code. Ở đây mình sẽ viết một cái chương trình đơn giản là cho robot đi thẳng với tốc độ 150 trong vòng 1 giây, sau đó cho robot xoay sang trái với tốc độ 100, thì mình chỉ cho robot xoay trong vòng 0.5 giây thôi. Rồi tiếp tục, sau khi xoay sang trái xong, robot sẽ lại đi thẳng với vận tốc 200 khá nhanh trong vòng 1 giây và dừng lại. Đây là một đoạn chương trình đơn giản ha, mình viết nhanh để mình test cái tính năng nạp code này. Sau đó chúng ta upload to Arduino. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ chờ. Lưu ý là không rút cáp trong quá trình nạp code nha. Rồi, hoàn tất. Sau khi nạp code xong, mình rút cáp robot ra. Lưu ý, ZeroBot của mình có 5 chế độ hoạt động hiển thị bằng màu của vòng LED ha. Thì chương trình của Gigablock sẽ nằm ở chế độ số 5, tức là vòng LED màu trắng. Thì mình sẽ nhấn cái nút chuyển mode để chuyển từ từ sang mode số 5. Tức là khi thấy LED trắng hiển thị và khi đó ZeroBot sẽ hoạt động theo chương trình mà mình vừa nạp vào. Thank you.